ta bắt ta đem lên đây nè. Đây này ta có mấy ký tôm. Đấy. Cái này là còn 11 ký tôm. Thấy cá mê quá mà mua không có chỗ để. Còn có 2 ngày nữa mới về nữa, không dám mua. Đó, trời thỏ ơi. Đi. Hỏi bà gái bao giờ chỉ mắm cơm khô trong đây nè.
Cơm ta nó bán cơm cơm trắng á. Bán cơm không á. Cái cá khô chiên. Ờ khô chiên. Lạng 8 ngàn, ít nhẹ lắm, quán lạng này.
Thời đó lại chưa